Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay tôi cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu một trong những mẫu SUV cỡ C là một trong những siêu phẩm bán chạy nhất của thị trường Việt Nam đã được Taco nhập mang về với phiên bản New Mazda CX-5 2023 mới nhất. Đây là phiên bản thế hệ mới nhất của dòng CX-5 này nhé mọi người nhé. Với các cái mặt mọi người có nhìn thấy này, đèn nhận diện hình móc câu theo kiểu BMW này. Đấy. Mặt ca lăng cũng hoàn toàn mới luôn nhé mọi người nhé. Đây, tôi sẽ đi qua một vòng để cho mọi người nhìn thấy hệ thống đèn mới của cái phiên bản 2023 này. Đây, tôi bật đèn lên nhé. Đây thì ở cái phiên bản 2023 này thì cái tính nhận diện của nó rất là cao. Mọi người có thể nhìn thấy từ phía xa luôn. Hệ thống đèn móc câu này với hai cái móc câu nối vào nhau, xếp tầng lên nhau luôn. Trông rất là sang, nhìn rất giống những cái dòng xe của BMW này. Đấy. Hệ thống la răng thì được trang bị la răng mới nha mọi người nhé. Ở trên cả 3 phiên bản luôn. La răng phay theo kiểu Lexus. Thì đợt này thì Mazda CX-5 2023 được Taco nhập về với 3 phiên bản nhé. Là bản Deluxe đang có giá là 749 triệu. Bản Luxury là 789 triệu. Và bản Premium là 829 triệu. Thì riêng bản Premium thì sẽ có thêm hai cấu hình tùy chọn cao cấp hơn là bản Sport Premium là 849 và bản Premium Exclusive là 869 triệu. Mọi người đánh giá sao thì với cả cái siêu phẩm này với mức giá thậm chí là còn thấp hơn cả bản 2022 vừa rồi nhưng mà lại option thì lại mang lên quá nhiều các cái tính năng luôn. Tôi có thể kể đến cho các bạn vị như là cam 360 này, hệ thống la răng phay mới này, hệ thống đèn LED mới và tăng cái tính nhận diện và độ sáng lên rất là hơn nhiều so với phiên bản trước. Cũng như nó là hệ thống cam 360 là hệ thống phanh phía đằng trước này, tự động phanh nhé. Hệ thống phanh phía đằng sau này. Xe thì ở phiên bản 2023 này thì tôi với bạn cùng đi vào nội thất thì nó còn được trang bị thêm cả hệ thống làm mát ghế này. Đấy, hệ thống làm ấm ghế luôn, tức là sưởi đấy mọi người nhé. Sưởi cả hàng ghế thứ hai luôn. Đấy. Và thứ ba là sẽ có cả sưởi vô lăng. Kính sẽ được trang bị là hệ thống kính chiếu hậu tràn viền này, cửa sổ trời. Đây là phiên bản Deluxe nên chúng ta sẽ không có nhé. Và xe thì sẽ được trang bị thêm cả cảnh báo điểm mù cho cả tất cả các phiên bản luôn. Đấy. Và ở phiên bản mới này thì xe được trang bị kính hai lớp nhé mọi người nhé, cực cực kỳ chắc luôn. Đấy. Và bây giờ với các cái gói công nghệ full ADAS từ cảnh báo điểm mù này, cảnh báo trạch làn đường này, cảnh báo giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo phanh thông minh trước và sau cũng như là nhắc nhở người lái mất tập trung. Thì ở tất cả các phiên bản giờ đều được trang bị là hệ thống cốp điện nhé mọi người nhé. Đây, tính nhận diện ở đằng sau này, mọi người nhìn thấy này, cực kỳ đẹp luôn, mê man luôn. Ở phiên bản Deluxe này cũng đã được trang bị cốp điện rồi mọi người ạ. Từ bản Luxury trở lên là chúng ta sẽ được trang bị thêm cả hệ thống đá cốp nữa. Đấy, cốp cực kỳ rộng luôn. Đó. Và giá bây giờ chỉ có 749 triệu, thậm chí là giá còn thấp hơn cả những cái dòng xe phân khúc B như Creta hay Seltos luôn. Thế nên đây sẽ đúng là một trong những mẫu xe SUV hạng C top 1 phân khúc và khuấy đảo phá hủy mọi các mặt trận xe khác luôn mọi người ạ. Ông hoàng top 1, chiến thần bảng xếp hạng. Đấy. Thì để biết thêm chi tiết giá lăn bánh cũng như ưu đãi và quà tặng thêm thì hãy liên hệ với số hotline của chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo lại chi tiết cho mọi người nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Nói nhanh quá nhỉ?